Hồi này là kim mỹ. Kim mỹ. Dạ. Là đây là một loại trứng trứng gà Đài Loan được ngâm với nước tương. Nước tương với trà. Trà. Đây là hương liệu thảo dược. Dạ đúng rồi. À, tuy là màn hình không được sáng nhưng mà nói chung thì cửa hàng rất là xinh xắn, hai cô tiếp viên rất là vui vẻ. À, đây là một cửa hàng rất là, đây là một món ăn hồi đó giờ mới thấy đó nha. Đây là có bên Singapore là bên cái đây là trứng cút hả? Trứng cút hả con? Dạ đúng rồi, trứng cút. Rồi trứng cút. Đây là bàn đảo 360 độ. Sản phẩm mới. Kimmy.